Vâng, tiếp theo chia sẻ tại triển lãm tỉnh Phú Thọ được tổ chức tại thành phố Việt Trì ngày 6 tháng 4 2019, chúng ta đến với tác phẩm Ruối Nghìn Mắt Nghìn Tay. Vâng, một cây ruối của anh Đặng Anh Đức Thanh Ba. Vâng, chia tay với cây ruối Nghìn Mắt Nghìn Tay, chúng ta đến với một tác phẩm khí. Đây là cây khế của anh Phạm Văn Kha, Kim Đức, thành phố Việt Trì. Và tác phẩm khế có tên là Nghê Đá. Vâng, với cái bóng dáng của phần thân bệ, những cái rễ tạo lên như những con những cái chi trước chi sau của một con nghê đá, con nghê rất là giống, cũng hay đấy, phần đuôi đấy. Vâng, thân bệ là thân và chi của con nghê. Vâng, đó là những cái hình tượng rất là trừu tượng. Với tác phẩm khê con nghê đá thì cũng có tuổi đời rất cao. Ta đi xung quanh quan sát cái phần ở bệ gốc. Những cái u cục, những cái nốt sần tạo lên rất là đẹp. Vâng, hướng này ngược sáng. Vâng, tiếp theo Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một cái tác phẩm xanh mà nếu tôi không nhầm thì quãng độ 1 năm rưỡi tôi đã đến vườn nhà anh Nguyễn Văn Toàn, Đoan Hùng Phú Thọ, có tên là Kỳ Long Xuất Thế. Vâng, nhà anh Toàn ở phía bên kia sông, đi qua cầu mới từ Đoan Hùng sang. Kỳ Long Xuất Thế.
Vâng, bóng dáng của một tác phẩm xanh trực hoành, với cái tay hoành đưa ra rất xa, đẹp quá. Chúng ta đến với một tác phẩm đặc biệt nữa, đó là một cây xanh của ông Thành Vàng. Cây xanh có tên là Gươm Báu Truyền Kỳ của ông Nguyễn Trung Thành, phường Gia Cẩm, Việt Trì. Với cái phần thân bệ cây xanh, chúng ta cảm nhận một tác phẩm rất là giá trị nghệ thuật cao. Đường đi của thân đã xoắn. Vâng, chào anh nhé. Hướng này chúng ta không lấy được cái phần ngọn ngược sáng. Tôi chuyển sang đây để chia sẻ với các bạn cái phần ngọn cây. Đẹp quá. Vâng, tác phẩm xanh của Nguyễn Văn Thể, Thụy Vân. Đỗ Sinh giới thiệu tiếp với các bạn một tác phẩm xanh cũng có tầm vóc rất là lớn. Chụp cô này nữa. Chụp nhiều đi. Đây đây, nào đi đứng đây, chụp nào. Không phải không ôm mà thế có chuyện gì. Đó là tác phẩm xanh có tên là Thái Sư của Nguyễn Trung Thành, Gia Cẩm, Việt Trì. Thôi.
Xanh song hoành của Trần Văn Quýnh, Phù Ninh, Phú Lộc, Phú Thọ. Và để kết thúc cuốn video này, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một cây sim của anh Nguyễn Văn Đạt, câu lạc bộ Vĩnh Yên. Một cây sim cũng rất là đẹp, đã đưa lên chậu nhiều năm. Những đồi hoa sim. Đây cây sim ạ. Vâng. Ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Vâng, cây hoa sim của ca sĩ Tuấn Vũ. Chúng ta vẫn thường nghe. Đỗ Sinh xin dừng hình cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp tiếp tục giới thiệu với các bạn triển lãm tỉnh Phú Thọ tại thành phố Việt Trì nhân dịp giỗ tổ 2019.